Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc từ đêm qua đã xảy ra mưa to trên diện rộng, có những nơi mưa to lên đến 200 mm gây ngập úng cục bộ. Do mưa lớn từ những ngày trước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn đồi núi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rông với lượng khoảng từ 15 cho tới 30 mm có nơi trên 60 mm mưa chỉ xảy ra vài nơi vào chiều tối khả năng đi kèm với gió lốc và sấm sét còn sáng đến chiều trời nắng nam bộ nhiều điểm nắng nóng 35 cho tới 36 độ chuyển sang thời tiết ở trên biển ngoài khơi huyện đảo trường sa tiếp tục có cảnh báo mưa rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh cấp 7 cấp 8 trái lại đối với huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt trời nắng gió nhẹ biển êm tầm nhìn xa trên 10 km thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, do vẫn còn mưa nên trời mát với nền nhiệt 22 cho tới 31 độ. Những cơn mưa rào và rông từ hôm qua cũng đã mang tới bầu không khí dịu mát dễ chịu cho các tỉnh thành ở phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt cao nhất không quá 33 độ. Từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế, nắng nóng đã thu hẹp dần với mức nhiệt từ 25 cho tới 36 độ. Thời gian nóng nhất là kể từ 12 giờ cho đến 16 giờ và khi tham gia các hoạt động ở ngoài trời thì quý vị cần lưu ý uống nhiều nước và có các biện pháp chống nắng. Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận có mây, ngày nắng, còn ở phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 25 cho tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên thì trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 32 độ, Đà Lạt trời mát 25 độ. Xuống đến Nam Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn 24 đến 34 độ, trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông. Riêng Cần Thơ vẫn nắng nóng với nhiệt 35 độ. Trở ra phía Bắc, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, đến trưa giảm mây, hưởng nắng, nhiệt độ tăng lên từ 24 cho tới 33 độ, cảm giác hơi nóng. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong tỉnh. Và đêm nay và ngày mai, tỉnh Bắc Giang sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ tiếp tục duy trì kết hợp với hội tụ gió tây nam trên cao suy yếu. Thời tiết cụ thể các khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Đối với khu vực phía đông, đêm và sáng sẽ có mưa mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, ngày trời nắng gián đoạn với nền nhiệt 26 đến 32 độ. Cùng với hình thái thời tiết tương tự là khu vực phía tây của tỉnh, nhiệt độ thấp nhất về đêm 25 độ và ban ngày cao nhất không quá 32 độ, trời dịu mát. Thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện lân cận đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, còn ban ngày trời nắng mây đan xen với nền nhiệt thấp nhất là 25 độ, cao nhất không quá 32 độ. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.